Dạ. Bữa đi Hội An mình có gặp nhau À à dạ. đây đây cô Phượng phó Dạ. đốc sở. Dạ chào chị. Rồi cô phó đốc sở trẻ vậy ta. Cảm ơn anh. Dạ. Thôi mình nằm tắm ha. Dạ. 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 Có gì phải cái hoa phương á. Ủa đoàn mình đi mấy người vậy? Dạ 6 à. Dạ 6 thầy cô. 6 thầy. Dạ chú ơi. Dạ anh Ủa hướng nào? Hướng này hả? Rồi ok rồi. Chị Phượng đứng kế à. Dạ thưa chị. Em hân hạnh quá. Trời ơi đây mới hân hạnh chứ. Một, hai, ba. Rồi thêm một tấm nữa. Một, hai, ba. Dạ ok. Rồi chụp riêng đi, chụp riêng. Chụp riêng à, chụp riêng. Dạ. Dạ em chụp riêng với anh Tấm. Dạ. Đoàn mình đi có đi đây người nữa hả? Dạ. 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 Rồi từng người chụp riêng. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, dạ, cả nhà đi vui nha. Chắc mình bay cùng chuyến á ha. Dạ. Ừ, vậy đúng luôn rồi. Dạ, chào cả nhà. Kính chào quý khán giả. Mình đang có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và đang chuẩn bị bay về thành phố Hồ Chí Minh. Sau 4 ngày 3 đêm ở Hội An thì nói chung chuyến đi Hội An này tính dắt mấy đứa nhỏ đi chơi mà hơi thất bại là thời tiết xấu quá. Hôm nay chuẩn bị về thì thời tiết nó đẹp, đúng là ăn ở, coi lại đường ăn ở nói đùa thôi. Nhưng mà nãy là quý vị các bạn thấy là các anh chị em ở Tiền Giang, Mỹ Tho thì các anh chị em này làm ở bên sở giáo dục, sở giáo dục của Tiền Giang. Mình vui lắm, mỗi lần đi, mỗi lần gặp có khán giả mà tới chụp hình rồi lưu niệm là mình khoái lắm nha. Nên bà con đừng có ngần ngại gì ha. À, ở đây là trong sân bay thì có cái tiệm cửa hàng phở 24 này, nhà cả nhà mình đang ăn uống ở đây thôi, mình vô mình ngồi chơi rồi. Rồi. Phở 24 ấm vị phở đậm tình thân. Mình còn nhớ là cái phở 24 này ngày xưa là nó là thương hiệu của Việt Nam mình, với anh Lý Quý Trung là người sáng lập. Rồi sau đó bán lại cho một cái thương hiệu của Philippines thì phải, Jollibee. Bây giờ cũng không biết thuộc về ai nữa. Thôi mình giờ uống nước, không ăn nữa, sáng ăn hơi trễ. Tại vì hôm nay là no rồi, hôm nay chắc khỏi ăn cả ngày. Lý do là vì sáng nay là nhận được một cái tin nhắn của một cái khán giả. Không một khán giả mà mấy khán giả nhắn tin nhắn là cho Colorman là Colorman lọt vô trong top đề cử YouTuber hot nhất của năm, của cái giải thưởng rất là danh giá We Choice Awards. Mình cũng mới đầu mình cũng tưởng là chắc các bạn đó troll mình, ghẹo mình, cuối cùng mở ra thì thật sự là đúng là vậy luôn. Thì có 45, tổng cộng như có 45 người được đề cử, trong đó có mình và có bạn, có Khương Dừa, hai thầy trò. Nhưng mà hai thầy trò mình thì coi như là chót bảng, đội sổ trong 45 người. Nhưng mà dù gì đi nữa cũng vui. Tại mình nghĩ nếu mà nói làm kênh YouTube bây giờ, YouTuber hiện tại Việt Nam mình nếu mà nói thì chắc cả triệu kênh á. Mình nghĩ vậy đó chứ đâu đâu ít. Mình lọt được vô trong top 45 là cũng vui rồi, đúng không bà con? Vẫn còn nhớ, nếu mà tính đến ngày hôm nay thì mình nghĩ chắc đâu đó gần 900 ngày Colorman làm YouTube, tức là khoảng 2 năm rưỡi. Thì tại thời điểm này thì cái kênh YouTube mình cũng được đâu đó gần sắp cán mốc 2 triệu người đăng ký rồi. Còn bạn Khương Dừa thì gần 3 triệu rưỡi rồi. Mặc dù Khương Dừa làm trước mình có 3 tháng thôi nhưng mà gần 3 triệu rưỡi. Thôi nhưng mà với mình vậy là cũng quá quý rồi, tại vì với một ông già U60, năm nay mình 52 rồi thì coi như là xem như U60 mà làm YouTube, mới làm YouTube được 2 năm mấy mà có một cái lượt người đăng ký theo dõi mà đông đúc như vậy là cũng trên cả hạnh phúc rồi. Cho nên là cái tin ngày hôm nay thực sự làm cho mình nó giống như no cả ngày luôn, khỏi ăn, nghỉ ăn luôn, giờ uống nước ngọt thôi. Trong lúc chờ bay thì cũng buồn biết làm gì, thôi làm cái video này nhất là để cảm tạ tri ân quý bà con cô bác gần xa đã yêu thương, ủng hộ và theo dõi Colorman từ những cái ngày đầu tiên
Chừng những cái ngày mà mình nhớ mình up lên một video có khoảng chừng có mấy ngàn người xem mà. Đó. Mà tới bây giờ thì thực sự là vô cùng hạnh phúc. Mình còn nhớ mấy cái cột mốc cán mốc 100.000 người, cái cũng bài đặt tổ chức họp fan có 100.000 khán giả, cũng bài đặt tổ chức họp fan. Rồi tới 1 triệu tổ chức họp fan lần thứ hai, và cũng đang có rất nhiều bạn kêu là chú ơi tổ chức họp fan lúc 2 triệu đi chú. Nhưng mà mình thấy thật sự không biết có nên làm không nữa. Đó, nhưng mà cái điều mình nghĩ là trước mắt là phải cảm ơn quý khán giả. Đó. Tại vì nếu không có quý khán giả theo dõi, động viên, rồi ủng hộ, rồi cũng có góp ý, nói chung khen che đủ thứ, nhưng mà trên hết tất cả đó là cái sự quan tâm. Bởi vì nếu không quan tâm thì đâu chê làm chi, cũng đâu góp ý làm chi, đúng không bà con? Đó. Của đây này phải có rồi không? Vì hai bên lên hai ly luôn vậy. Rồi thì cũng mong là quý khán giả thôi, thì sáng mình cũng rút một cái tiết đùa là chắc là WeChoice họ có nhầm lẫn gì kinh khủng lắm, nó mới đưa cái tên mình lên trong cái danh sách mà những YouTuber hot nhất năm 2020. Chắc một phần nữa rồi thấy để mấy cái tấm hình, mà lấy mấy cái tấm hình đó làm cho mình rất là xúc động. Mấy tấm hình của chương trình Tiếng Ra 4.0, một cái tấm hình là mình bán há cảo xíu mại nè, của giúp cụ Tuyết, cụ Hoa Tuyết ở quận 5. Rồi cái hình mình cầm cái kẹo bong bóng để giúp chú Năm bông và kẹo bông gòn. Rồi mấy cái tấm hình mà mình chụp với lại cụ Y ở Cà Mau, cụ Tèo kẹo kéo ở Buôn Hồ Đắk Lắk. Thì có lẽ là chắc là chính cái chương trình Tiếng Rau mà thời gian gần đây đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ, yêu thích của rất nhiều khán giả, nó giúp cho WeChoice để mắt xanh tới mình. Dạ. Thì năm nay cũng ngoài cái đó thì mình nghĩ còn một cái niềm vui nữa, đó là chỗ Khương Dừa nè cũng được đề cử là hot YouTuber là đương nhiên rồi. Còn Khương Dừa còn được đề cử thêm một cái giải nữa là giải ấn tượng, giải người truyền cảm hứng của năm. À, những nhân vật truyền cảm hứng của năm. Rồi chương trình Thách Thức Danh Hài thì cũng lọt vào trong top đề cử các chương trình TV được yêu thích nhất năm 2020 nữa. Yêu thích nhất năm nữa. Thì đó, 3-4 cái vui cùng một chỗ thì mình cũng xin, mà cũng mong là quý bà con cô bác truy cập vào cái link wechoice.vn. Rồi xong mình lướt xuống các cái hạng mục. Mình nhớ là hạng mục của mình là mà hạng mục thứ 5, tức là YouTuber được yêu thích. Hot, gọi là dùng cái từ hot YouTuber được yêu thích thì rất là dễ luôn. Các bạn lướt vào cái link wechoice.vn, các bạn lướt xuống các hạng mục đó, các bạn thấy mình, các bạn chỉ cần để chưa bấm cái nút cùng đề cử là xong. Đã, đơn giản vậy đó. Rồi ngày hôm nay mỗi một ngày mình được đề cử một lần và không hạn chế tài khoản, có nghĩa là mình nghĩ rằng với 2 triệu khán giả đang đăng ký kênh YouTube này, cộng với 1 triệu follow bên Facebook của mình nữa, và 3 triệu mà bây giờ mỗi người tạo chừng 10 Facebook thôi ha, mỗi người tạo chừng 10 cái account Facebook ảo thôi, rồi xong mọi người cứ đề cử cho mình tin chắc là 3 triệu mà nhân cho 10 là 30 triệu. Và nếu như mình được 30 triệu đề cử thì chắc không có ai mà chịu nổi mình luôn, kể cả Sơn Tùng. Tại mình có theo dõi là ngay cả các nhân vật được yêu thích, được đề cử gì, mỗi người cũng có khoảng chừng 7-8, như cỡ Sơn Tùng là 80-90 ngàn gì hiện tại. Và nghĩ cao lắm 1 triệu, cho nên là quý vị các bạn đừng ngần ngại, hãy mở thêm nhiều tài khoản trên Facebook để vote cho Coloman. Dạ, dễ lắm, mở Facebook thì mở tài khoản dẹt là đúng không bà con? Đó. Còn nếu mọi người không mở được 10 cái thì mọi người ráng mở, cả nhà mình mở mỗi người chừng 5 cái thôi cũng được. 5 cái thì mình cũng được là 15 triệu. 15 triệu cũng thắng chắc luôn. Còn nếu mà kẹt quá thì mỗi người mở 2 cái cũng được. 2 cái vote 2 lần, cứ ngày vote 2 lần cho mình. Cho tới ngày công bố giải thì chắc chắn là Coloman sẽ chiến thắng. Đã, nói xàm chơi một chút xíu cho vui thôi, nhưng mà thật sự với mình thì cái giải thưởng nó cũng thật sự là không quá quan trọng. Tại vì ngay từ đầu mình làm mình cũng đâu có nghĩ có giải thưởng nhất thiết gì đâu. Rồi cái thứ hai nữa mình cũng không nghĩ tới, mình cũng lúc đầu mình làm mình cũng vui thôi, mình cũng chẳng nghĩ là sẽ có lúc mình có được 2 triệu người đăng ký. Dạ, cũng không nghĩ tới luôn. Mà bây giờ cũng sắp xỉ thôi chứ chưa. Lúc này sắp gọi là số người đăng ký hơi chậm, một tháng được có khoảng gần 30 ngàn,
Mỗi tháng được khoảng 28-30 ngàn người đăng ký thôi, chứ không như trước. Hồi trước là cứ 1 tháng là khoảng 100 ngàn, 200 ngàn có luôn á. Đầu tăng dữ lắm. Một phần thì chắc là cái nội dung của mình bắt đầu cũng nhàm chán rồi. Cái thứ hai là thời gian mình dành cho YouTube cũng giảm đi rất nhiều. Tại vì quý bà con cô bác cũng biết là lúc này Coleman đang phát triển thêm một cái hệ sinh thái mới là thực phẩm rồi gia vị. Đó, trong đó nước mắm, nước tương mà cũng đang được quý bà con cô bác ủng hộ rất là nhiều. Cho nên thời gian thì mình cũng ráng là dành dụm ngày mình làm 2 video. Nhưng mà có một điều cũng xin chia sẻ với quý khán giả là gần 900 ngày làm YouTube là chưa có ngày nào mà Coleman không có video lên sóng nha. Một ngày ít nhất là vẫn là 2 video. Quý vị các bạn không tin thì tự kiểm tra thử. Đó. Để nói như vậy để mà quý bà con cô bác thấy là mình rất là trách nhiệm với cái việc làm nội dung trên YouTube chứ không phải chơi. Bởi vì mình tin rằng là khán giả của mình luôn luôn chờ đợi mình mỗi ngày. Chờ đợi coi mình đi ăn ở đâu, chờ đợi coi mình đi làm cái gì, chờ đợi mình sẽ quay những nhân vật nào, chờ đợi mình sẽ đi đến giới thiệu những cảnh đẹp, những cái làng nghề nơi đâu vân vân. Thì mình nghĩ là quý khán giả luôn luôn là theo dõi, theo chân, theo coi như đi đồng hành cùng Coleman trên mọi nẻo đường. Cho nên là mình không có ngày nào mình không có làm YouTube hết đó. Kể cả không có con, không có chuyện gì ngoài sân bay thì đó, mình cũng đang làm YouTube đây đó. Đang làm YouTube để gửi lời cảm ơn đến quý khán giả, nói chuyện với quý khán giả đó. Thì với mình thì giải thưởng này thật sự có thì càng vui, mà không có thì với mình cũng không quan trọng. Bởi vì cái giải thưởng lớn nhất đối với Coleman đó chính là tình cảm của khán giả, sự ủng hộ của khán giả, sự động viên của quý khán giả đó. Và với mình như thế là đủ. Còn có được thừa nhận, có được giải thưởng hay không thì đối với mình thật sự mình cũng không có quan tâm nhiều. Nhưng mà nói gì nói mình cũng biết rằng là khán giả, quý khán giả cũng rất là mong muốn là cái người mình yêu mến, giống như là Coleman hay là Khương Dừa, hay là nếu mà là thần tượng nào đó của quý bà con cô bác thì quý bà con cô bác cũng muốn là được thừa nhận, được vinh danh, đúng không? Thì nếu vậy thì quý vị các bạn nhớ bấm cùng đề cử vô cái, truy cập vô cái trang wechoice.vn, vô các hạng mục được yêu thích đó, là xuống dưới sẽ thấy Coleman ngay lập tức hot YouTuber nha, ở hạng mục hot YouTuber của năm. Mình cũng sẽ để một cái link nằm trên cái phần mô tả và trong cái phần comment để ghim trên đó để bà con dễ tiện việc đăng ký. Thì đó, một cái điều nữa mình cũng tin chắc rằng mình sẽ không thể nào, nói tóm lại mình tin chắc là mình không có thể nào mình đoạt được, mình sẽ là người đạt giải WeChoice đâu, hoặc là tất cả những giải thưởng danh giá sau này mình cũng không có hy vọng gì đâu. Bởi vì sao? Là vì cái mình thừa biết luôn khán giả của Coleman là những người lớn tuổi nhiều lắm đó. Và những người lớn tuổi trung niên trở lên thì một số cái quý khán giả, quý bà con cô bác đâu có biết xài gọi là điện thoại smartphone, rồi truy cập vô cái này, truy cập vô cái kia, rồi bình chọn, rồi vô app tùm lum tà la đâu. Cho nên mình tin chắc rằng khả năng mình chiến thắng, cho nên nó vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà giống như hồi nãy mình đã nói ngay từ ban đầu, sự yêu thương ủng hộ cho Coleman trên mọi lĩnh vực, điều đó là món quà lớn nhất đối với mình, và mình cũng chỉ mong như vậy mà thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì mình cũng muốn có nhân cái sự kiện này, tại vì có rất nhiều người cứ nhắn xong rồi sáng nay một số bạn thì gửi cho mình cái link của wechoice.vn, rồi bình chọn xong rồi thì có những người có nhiều khán giả dễ thương lắm, xong chụp luôn cả cái hình nó gửi luôn cho mình luôn là đã đề cử. Mình cảm động vô cùng. Và có một số khán giả thì lại nốt luôn những cái con số mà lá phiếu đã bầu được nhiêu nãy. Lúc mà mình quay video này thì chắc có lẽ là số phiếu mình cũng lên được đâu đó chắc 700 rồi đó. Mình nghĩ đã có 700 khán giả bình chọn cho mình, trong khi mới sáng sớm lúc mình mở ra là mới có hơn 100 mà. Thôi vậy quý quá, còn không gì nữa. Còn nếu mà quý vị các bạn mà muốn Coleman chiến thắng thì mình nghĩ là chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải chơi ăn gian. Mà chơi ăn gian thì dễ lắm, mình cứ tạo thêm càng nhiều account, chừng nào tốt chừng đó, rồi cứ vậy đó. Cứ một account vote một cái, cứ một account vote một cái, thì mình tin chắc mình sẽ được ít nhất là 10 triệu phiếu. Mà 10 triệu phiếu thì bích cửa, không ai có thể thắng nổi mình tại WeChoice Award. Nên rùa vậy. Dạ thôi thì bây giờ Coleman đang chuẩn bị bay về Sài Gòn ha. Xin tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt Hội An. Đi ngày hôm qua mình cũng rất là vui, cũng xin tiết lộ luôn với bà con là mình đã ghé được chỗ Tam Kỳ, ghé thăm nhà của chị Bích Diễm ở Tam Kỳ. Chị Diễm Tam Kỳ là một cái nhân vật mà rất nổi bật trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa thứ 3 ở tập 3, và cũng nhận được sự giúp đỡ của Trấn Thành để làm một cái MV. Nhưng mà có lẽ như là cũng
bắt đầu sau cái MV đó rồi thì hình như tất cả mọi thứ nó cũng đang đi vào nhạt nhòa, hầu như không ai còn nhớ tới chị. Rồi sau cái mùa dịch bệnh nữa, rồi bão lũ nữa thì coi như là tất cả mọi thứ đóng băng, chị cũng không có đi làm được. Chị thì chị làm một cái nghề mà mình nói chắc quý khán giả không tin, đó là làm massage trong cái hội người người ta gọi là hội người mù tâm kỳ đó, mình gọi là hội khiếm thị tâm kỳ đó. Thì thật ra cái câu chuyện của chị nó cảm động lắm luôn đó. Mình xin gửi thêm một tí cho bà con biết là cái nhân vật sắp tới thì đương nhiên là mình cũng đã chọn chị Diễm Tâm Kỳ là một trong các nhân vật của show diễn cuộc đời rồi đó, và mình cũng tin rằng là chắc là quý khán giả sẽ rất là yêu thích cái nhân vật này. Đây mình mở cái mặt mày. Ôi à, dạ đây thì chị Diễm thì gia đình thì hiện tại bây giờ mình nghĩ là chị Diễm hiện tại bây giờ chị là sống, chị là mẹ đơn thân có hai con và chị cũng phải nuôi mẹ già nữa, mẹ già cũng năm nay 60 mấy tuổi. Thì chị Bích Diễm là một cái người khiếm thị bẩm sinh luôn, nhưng mà cái điểm đặc biệt ở chị là chị chưa bao giờ mà chị cho thấy là chị mặc cảm về số phận, và chị có một cái tinh thần học hỏi vươn lên. Chị không học trong trường chuyên biệt nha, mà chị học hòa nhập với lại những người sáng mắt luôn. Và sau khi học hết phổ thông thì chị Diễm theo học ở Học viện Âm nhạc á, ở khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội nha. Đó, chị không những chị có sở hữu một cái giọng hát mà mình phải có thể nói là đa sầu đa cảm, nghe là rúng động liền. Mà chị thực tế là chị là một cái người chơi đàn tranh rất giỏi và một biết rất nhiều nhạc cụ dân tộc. Chính vì vậy mình nghĩ đây là một cái tài năng hiếm có. Và khi trò chuyện với chị thì mình thấy là chị thật sự chị có một cái đam mê với âm nhạc á, và đặc biệt với ca hát. Mặc dù chị là chị chơi nhạc cụ nhưng mà chị rất mê ca hát. Mình cũng sẽ chia sẻ các cái video, hai cái video mình quay ở tại nhà của chị Diễm cho bà con xem, để mà bà con thưởng thức thử cái giọng hát của chị nó độc đáo như thế nào. Còn ở đây thì mình cũng xin tiết lộ chút xíu vậy thôi. Thì mình đang cũng đang tính là làm sao là có thể đưa được chị Diễm Tâm Kỳ vào trong Sài Gòn, hoặc là về mình đang muốn đưa chị về Cần Thơ để kết hợp với anh Thanh Điền, bởi vì chị hát cổ được luôn, chị ca cổ được nữa, và nếu mà chị còn hòa tấu được với anh Thanh Điền nữa thì hết sảy luôn. Thì show diễn cuộc đời thì tuần này thì mình sẽ làm với chú Hùng Hero. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn là chú Hùng Hero là một cái chú mà bữa giờ mình có up trên, có gửi video cho bà con xem, đó là chơi guitar cổ điển và kỹ thuật tremolo rất là độc đáo, và chú đệm đàn cho người hát rất là hay. Mình đã từng hát chung với chú rồi và mình thấy là chú đệm sao mà không biết, chứ bình thường mà nghe mà đánh classic mà tremolo kiểu đó rất khó hát, nhưng mà cảm giác là chú làm sao chú theo được mình rất là hay luôn, thích lắm. Thì chú có thể nói là một cái người rất là truyền cảm hứng cho giới trẻ, bởi cái chú có một cái tình yêu, một cái đam mê nó thật sự là rất là mãnh liệt với cái nghề đàn của chú. Và chú đã ôm đàn như vậy đàn mấy chục năm ở các phòng trà, luôn luôn là ngồi phía sau hậu trường lầm lũi. Đó, một cái người đàn ông năm nay 62 tuổi, rất là quắc thước, nhìn rất là phúc hậu, nhưng mà rất là yêu cái nghề này. Thì với mình thì đó cũng hoàn toàn có thể xứng đáng là một nhân vật của show diễn cuộc đời. Bởi vì show diễn cuộc đời với mình, với Colorman thì ngay từ đầu cái tiêu chí đặt ra là đây là không phải là thuần túy là một cái chương trình mang tính thiện nguyện không, mà nó còn giới thiệu cho chúng ta những cái nhân vật chung quanh mình, những người có tài năng, và đặc biệt là họ rất là đam mê âm nhạc nghệ thuật vô bờ bến. Và bản thân họ nhiều khi cả một đời họ sống chết với cái nghề, sống chết với âm nhạc, sống chết với nghệ thuật, nhưng họ không bao giờ dám nghĩ đến một cơ hội là sẽ có một cái chương trình riêng của mình. Mà mình là muốn làm cái điều đó để động viên, để an ủi, làm một cái động viên về tinh thần cho họ, và cũng như có thể giúp được cho những cái nghệ sĩ, những cái cao thủ ẩn danh như vậy một chút xíu quà vật chất để giúp họ trang trải cuộc sống. Nó đơn giản là như vậy thôi. Thì show diễn cuộc đời của tuần này thì với chú Hùng Hero thì có một khách mời rất là đặc biệt mà mình tin chắc là rất nhiều khán giả thích, đó là Lân, ca sĩ Lân Nhã. Đó, cái giọng ca mà phải nói là rất là sang, nhưng mà nếu mà nói so sánh thì cũng có thể là rất nhiều người so sánh anh với lại Tuấn Ngọc chẳng hạn, tại vì anh hát những cái bài của Tuấn Ngọc, của Quang Dũng mà Quang Dũng thường hát, anh hát rất là hay, và cái giọng hát của anh, cái chất giọng anh rất là khỏe,
Và Lân Nhã cũng đã từng xuất hiện trong các show Mặt Nạ Ngôi Sao của công ty Điền Quân của mình rồi. Mình rất là thích bạn, cũng là một người phẩm chất, có một cái phẩm chất rất là tốt, rất đẹp. Thì đó chỉ mà là mới là một khách mời thôi. Còn có nhiều khách mời khác nữa, nhưng mà khách mời đặc biệt trong cái show diễn cuộc đời sắp tới với Châu Hùng Hero mình muốn nói đến đó là anh Lân Nhã. Chính vì vậy mong quý vị các bạn hãy sớm đăng ký đó, bằng cách liên hệ trên fanpage với Nga Xoài Chua, fanpage Nga Xoài Chua, hoặc là gọi số điện thoại cho Nga Xoài Chua 0936842505. Và cũng mong là quý bà con cô bác gần xa, quý mạnh thường quân tiếp tục cũng ủng hộ cho anh hùng hero, cũng giống như là các cái nhân vật của chúng ta vậy. Mặc dù cái hoàn cảnh của anh hùng hero thì thật sự nó cũng không có quá khó khăn giống như những nhân vật của tập 1, tập 2 đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng một chút xíu quà bánh, một tô hủ tiếu, một tô phở cũng là ấm lòng chiến sĩ. Mình cũng đang suy nghĩ về một món quà để tặng anh hùng hero. Chương trình show diễn cuộc đời của cùng với anh hùng hero sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối ngày 30 tháng 12 năm 2020 là tuần tới đây. Hôm nay là 26 tháng 12. Thì còn 4 ngày nữa thôi sẽ diễn ra chương trình của anh hùng hero tại tầng thượng của tòa nhà Coleman House số 177 Phan Chu Trinh, phường 13, quận Bình Thạnh. Dạ, Coleman và ekip rất hân hạnh được đón tiếp quý khán giả. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tất cả quý khán giả đã yêu thương, ủng hộ Coleman, ủng hộ Khương Dừa, ủng hộ các chương trình của công ty Điền Quân mình. Và mọi người nhớ nha, nhớ tạo nick để vote wechoice.vn top youtuber, trong đó có Coleman. Thôi kệ được nhiều hay nhiêu, biết đâu đó. Xin chào tạm biệt.